Đốm, một lát xe rác tới con nhớ mang bịch rác nhà mình đem đổ nha. Dạ, con biết rồi mà. Nhớ để ý tiếng xe rác đó. Dạ dạ, con biết rồi mà. Đốm, mẹ nghe tiếng xe rác rồi kìa. Dạ, con đọc xong khúc này con ra liền. Còn chần chừ tới khi nào nữa đây? Ra đổ rác lẹ, không thôi xe rác đi mất bây giờ. Ủa, mới nghe tiếng xe này mà, đây đâu mất tiêu rồi. Mấy chú ơi, còn bịch rác nè. Xe gì giống quỷ á, ra trễ mất chút xíu mà chạy mất tiêu rồi. Giờ bịch rác này sao đây ta? Cấm đổ rác, hoặc cũng có thể là cảm do rác. Có ai hít mùi rác này nhiều quá bị cảm nên họ ghi vậy thôi mà. Đốm vừa xả rác hả Đốm? Đâu có đâu. Nè, đừng có chối nữa, mình đã chụp được lúc bạn xả rác rồi. Muốn giật bằng chứng hả? Không có dễ vậy đâu. Mình sẽ mang tấm hình này lên cho cả lớp coi. Đốm xả rác. Thôi được rồi, cho mình chuột lại tấm hình đi. Mày muốn ăn cái gì? Mai mình mua. Đâu có dễ mua chuột bụng bự này bằng đồ ăn đâu. Trừ phi. Trừ phi cái gì? Cái gì mà cũng làm được hết. Trừ phi bạn đổ rác giùm nhà mình luôn. Xe đổ rác dừng ở hai cái ngã tư nữa. Phải chơi lúc nãy mình đổ rác ngay từ đầu thì có chuyện này đâu. Đúng là chuyện gì làm được á phải làm ngay. Mấy chú ơi, còn mình rác nè. Nhanh, kẻo trời mưa. Hên quá, chút xíu nữa là dính mưa to rồi. Nhờ bụng của mình gheo lên mỗi khi trời mưa đó, nên cả đám mới biết trước, chạy về nhà kịp. Bụng của bạn lúc nào chả đói không bụng bự? Đốm, có gì ăn không? Đói bụng quá à. Nhà mình chỉ còn có hai cái bánh donut này thôi. Mình thích nhất là bánh donut đó. Nhưng mà có tới ba người lận mà chỉ còn có hai cái bánh, làm sao chia đây? Hả? Vậy mà mình tưởng hai cái đó là của mình hết chứ. Ở đâu ra? Thôi mà, mình đang đói bụng, phải ít nhất là hai cái mới no. Chỉ có hai cái bánh thôi à? Ở ngoài trời thì lại mưa nên không có mua thêm được đâu. Nên ba đứa mình phải chia hai cái bánh này thôi. Thôi được rồi, thay vì ăn hết hai cái, mình sẽ ăn một cái thôi. Còn hai bạn chia đôi cái còn lại, vậy là chuẩn nhất rồi. Thôi đi, bụng đã bự rồi mà còn đòi ăn nhiều nữa. Chứ bạn tính chia hai cái bánh cho ba người thế nào? Nè nha, ở đây á chỉ có mỗi mình là nữ nên hai bạn phải nhường nhịn cho bạn nữ, đúng không nè? Nên mình sẽ ăn một cái, còn lại á thì hai bạn chia đôi ra, vậy mới là ga lăng chứ. Còn khoe. Thôi, không bày tỏ bằng lui nữa. Bánh này là ở nhà mình nên mình sẽ ăn trọn cái bánh luôn, không bàn nữa. Ê, tính kiểu gì kỳ vậy? Bạn qua nhà mình lúc nào mình cũng chia đều đồ ăn mà. Mấy ông con trai mà không nhường nhịn cho con gái gì hết. Mấy bạn phải nhường mình. Bụng mình bự nhất, mình được ăn nhiều nhất. Lạnh quá,
đợi quá. Thôi đừng cãi nữa, mình có cách rồi. Thay vì dành nhau ăn nhiều hơn, tại sao chúng ta không chia sẻ những gì chúng ta có, để những người bạn không có bánh ăn cũng có thể tận hưởng niềm vui? Đó chẳng phải là niềm vui trọn vẹn sao? Đúng đúng. Đúng là bụng bự. Ông mặt trời giận ai mà lâu quá không mưa? Chắc là giận bụng bự. Hôm bữa bụng bự té chỏng mông lên trời làm cho ông giận hay sao á? À, còn dám chọc quê ta nữa hả? Ây, rồi mất rồi. Đáng đời. Liên hoàn tác. Làm sao mà con mũi có thể bay nhanh như vậy được vậy? Mày hả mũi? Chết chưa mũi? Giỏi thì chạy đi mũi, xem mới chạy đường nào. Mày đâu rồi mũi? Đừng hòng chạy thoát ta nha. Để coi mày trốn đường nào á mũi. Sao tự nhiên khó thở vậy trời? Ý trời, đốm đốm. Con mũi chết chưa mẹ? Con xịt thuốc quá trời luôn mà nó vẫn chưa chết nữa. Có nhiều cách tự nhiên để đuổi mũi hơn là xịt một đống chất hóa học đó đốm à. Loài mũi rất sợ mùi hương nồng của xả, húng thơm, cúc dạng thọ, nên chỉ cần trồng các chậu này ở ngoài sân, bể nước thì mũi sẽ không thèm tới nữa. Sao hay quá vậy mẹ? Thay vì đốt nhang, con có thể đốt vỏ quýt, vỏ bưởi, bồ kết hay là bã mía. Mũi cực kỳ dị ứng với những mùi này. Đúng là đồ dùng tự nhiên lúc nào cũng tốt hơn. Thôi xong rồi. Ngày mai đã đi học lại mà bài tập thì chưa làm xong gì hết. Ai biểu ở nhà không lo làm? Trời ơi là trời. Mấy bạn đang làm phải không? Cho mình copy với. Không dám đâu, tự làm đi. Trời ơi, bây giờ làm sao mà kịp nữa chứ. Nè, ăn cái này đi, rồi làm bài. Còn nhiều thời gian mà. Ý, sô-cô-la. Ăn rồi thì làm bài đi. Sô-cô-la có tác dụng kích thích não á. Xong. Oh yeah. Mình không ngờ sô-cô-la lại có tác dụng thần kỳ đến như vậy. Mình đã bảo rồi mà. À, bạn có biết 2/3 sản lượng sô-cô-la trên thế giới được sản xuất ở Tây Phi không? 59 người trên khắp thế giới sống là nhờ vào các hoạt động liên quan đến sô-cô-la á.
Vậy ước mơ sau này của mình sẽ là làm chùm sô-cô-la trên toàn thế giới. Ước mơ bắt đầu từ bây giờ. Sô-cô-la hả? Là sản phẩm được chế biến từ cây hạt cacao đó. Bạn trồng cây cacao, chứ bạn trồng hạt sô-cô-la thì làm sao lên được cây chứ? Thì ra là vậy. Vậy giờ mình ra vườn của bác bò vàng trồng thử đi. Sao không trồng ở vườn nhà đốm? Vườn của bác bò vàng đất rất tốt, trồng sẽ nhanh có trái hơn á. Ê, mình nhớ là vườn này bác bò vàng đang trồng cây cà chua mà. Mình nghĩ là không nên tự tiện vào vườn của người khác đâu. Bạn cứ yên tâm, trồng cây cacao thì lời hơn là trồng cây cà chua. Bác bò vàng sẽ không nói gì đâu. Oh yeah, xong rồi. Hai ngày nữa mình quay lại xem cây lên chưa. Thế nào bác màu vàng cũng la cho coi. Ủa sao chưa có lên cái cây nào hết vậy? Trời ơi, vườn cây cà chua của tôi. Bác yên tâm, con trồng cacao cho bác, bảo đảm bác lời hơn trồng cà chua. Vườn của bác muốn trồng gì thì bác trồng, con cũng không được phép vào khi mà chưa xin phép. Tụi con lại gây ra chuyện gì rồi? Anh coi, vườn cà chua nhà tôi bị tụi nhỏ phá nát lên hết trơn rồi nè, còn đem gieo hạt cacao xuống nữa. Biết suy nghĩ, ước mơ là tốt, nhưng mà bất cứ tài sản gì của người khác, dù lớn hay là dù nhỏ, thì con cũng phải xin phép người ta mới được sử dụng chứ. Chưa kể, chưa rành gì hết đã làm, hóa ra hư hại. Dạ, tụi con đã biết lỗi rồi, tụi con xin lỗi bác bò vàng. Nhiệm vụ lần này rất khó khăn, bụng bự và tay to, phải cố hết sức, cảnh giác cao độ thì chúng ta mới thành công được đấy chứ. Đốm an tâm đi, mình sẽ làm được. Còn mình thì đốm lo gì chứ, mình luôn là người nhanh nhẹn nhất mà. Được rồi, bây giờ tay to đứng này cảnh giác nha, khi nào có động thì báo liền. Còn bụng bự hãy đứng dưới gốc cây để nhặt nha. Đốm leo cẩn thận nha. An tâm đi, mình trèo giỏi lắm, đừng có lo. Lượm nè bụng bự. Ôi quá trời ổi chín luôn. Ngon quá là ngon luôn. Ôi hoa đẹp quá. Cái đám nhóc phá phách này dám vào đây ăn cắp ổi hả? Hả? Thì ra là có cả ba đứa. Lần này thì coi bộ ngon rồi đây. Sao bảo tay to cảnh giác mà. Mình bụng bự cũng lo ăn không à. Giờ làm sao? Chạy chứ sao. 1 2 3. Nè ba đứa nhóc kia. Cả ba đứa dám đi ăn cắp ổi sao? Còn không biết xin lỗi mà bỏ chạy nữa. Kỳ này là chết chắc rồi. Ba, tay giùm con đi ba. Chỉ có bạn đốm hái thôi, con đâu có hái đâu. Bác tha cho con đi mà bác. Tha sao được mà tha. Phá nát cây ổi của tôi rồi mà, không còn một trái. Lại còn có ý định bỏ trốn. Học trò gì mà dưới dây. Lần này không phạt nặng tụi con, tụi con sẽ không chừa mà. Thành thật xin lỗi anh. Anh có thể cho tôi mượn chiếc roi của anh không? Thôi chết rồi. Ta không thể tha thứ cho lỗi này của tụi con được. Ba ơi, tụi con mỏi quá. Đứa nào mà làm rớt sẽ bị ăn đòn ngay. Cả ba đứa lần lượt nói cho ba biết là tụi con phạm lỗi gì. Dạ, là trộm cắp của người khác. Rồi gì nữa? Dạ, leo trèo cây cao là nguy hiểm. Chưa hết. Dạ, không biết xin lỗi còn bỏ chạy. Anh ơi, hôm nay ngoài chợ bán ổi ngon quá, em mua nhiều lắm nè. Ủa, các con đang chơi trò giữ thăng bằng hả? Lạ quá. Biết vậy đâu ăn trầm ổi làm gì. Giờ không được ăn là cái chắc rồi.
sao mà việc nhiều như vậy? Chỉ còn 20 phút nữa thôi là khách đến rồi. Làm sao bây giờ? Thằng bụng bự nó đi đâu mà nãy giờ không thấy về giúp mình vậy ta? Ngủ quá đi. Hôm nay sao mà thầy dạy chán quá không biết nữa. Bụng bự, con mau lên cất cặp sách rồi xuống đây giúp mẹ. Hôm nay bác Đốm và bác Bò Vàng sang chơi nên mẹ phải chuẩn bị rất nhiều món ăn. Con nhanh lên rồi xuống đây phụ mẹ nha. Nhưng con đâu có biết làm gì đâu. Nấu ăn là công việc của mẹ mà. Việc của bụng bự là đi học mà mẹ. Chỉ phụ mẹ những công việc lặt vặt thôi. Con buồn ngủ rồi. Mẹ làm đi nha. Cái thằng này chỉ ham ăn ham ngủ. Các bạn ơi, ngày mai cô giáo chúng ta sẽ mở một đại tiệc cho lớp. Cô bảo á, mỗi bạn sẽ phải nấu một món ăn. Ai nấu giỏi nhất á, thì sẽ được phong là đầu bếp số 1 của lớp luôn. Vậy thì mình sẽ trổ tài nấu món trứng chiên siêu ngon của mình cho các bạn thưởng thức đây. Ủa, Đốm, bạn cũng biết nấu ăn nữa hả? Không có. Mình chỉ nhờ mẹ mình dạy cho mình nấu thôi. Vậy mà mình tưởng bạn biết nấu ăn. Nhờ mẹ chỉ ai làm cho được. Vậy thì bạn có biết nấu không? Nhưng không được nhờ mẹ bạn giúp nha. Được chứ sao không được. Mẹ mình nấu ăn ngon như vậy, chắc chắn mình phải có gen di truyền. Ngày mai mình sẽ làm một cái bánh hamburger khổng lồ cho bạn coi. Vậy mình sẽ nấu món chè siêu ngọt. Chúng ta cùng bắt đầu thực hiện thôi. Mình sẽ cho Đốm thấy mình nấu ăn ngon như thế nào. Không ai có thể chiến thắng được bụng bự. Mệt quá đi. Sao nhiều đồ vậy ta? Còn mình làm sao đây ta? Giờ mình làm gì trước ta? À, mình sẽ xẻ bánh hamburger ra trước. Sau đó mình sẽ chiên trứng. Đúng rồi. Các người lại. Liêu liêu. Mệt quá. Sao lại khó thế này? Tưởng dễ làm, ai ngờ sao mà dứt dã thế chứ. Ui, bà ấy về rồi. Con sao vậy bụng bự? Mẹ ơi, con định làm cái bánh hamburger siêu bự đem dự tiệc mà sao khó quá mẹ ơi. Mẹ giúp con đi nha. Sao được, con nói việc ai nấy làm mà. Sao mẹ giúp con được? Con sai rồi, con xin lỗi mẹ mà. Mẹ giúp con đi, từ nay về sau con sẽ phụ mẹ về nhà. Chúng ta là một gia đình, phải yêu thương, giúp đỡ nhau. Không có công việc nào là của riêng ai hết con à. Bụng bự xin lỗi mẹ. Không xin phép ba Đốm như vậy có bị la không? Thì đừng cho ba mình biết, chứ có cái gì vui đâu mà chơi. Đúng rồi đó. Mình vô đây xem coi có cái gì vui không. Biết đâu bà cô Đốm nghiên cứu cái gì hay hay thì sao. Ê, mới nói mà có rồi kìa. Đâu, cái gì đâu? Cây súng kìa. Thôi, đừng nghịch súng, nguy hiểm lắm. Rồi, nhẽ hiều à. Súng đồ chơi chắc luôn. Đâu, đưa cho mình xem thử. Ôi da, đúng rồi. Chết rồi, tại bạn nó bụng bự, bắn trúng Đốm rồi thấy không? Tại bạn chứ bộ, tại bạn không cho mình mượn. Ê, mình đang lơ lửng nè. Bạn bay thử coi được không? Đốm ơi, Đốm có sao không? Bây giờ mình bay được rồi. Không cần cánh, cũng không cần động cơ luôn. Mình cũng muốn bay nữa. Sao mày không ra đạn? Bắn cái coi. Chắc là lúc nãy giằng co nên súng hư rồi. Vậy thì chỉ có một mình ta bay được thôi. Từ nay ta sẽ là anh hùng Đốm, thủ lĩnh địa cầu. Thủ lĩnh gì chứ? Chẳng qua là bạn hên thôi. Mấy bạn còn không mau chặt thủ lĩnh đi cầu đi chứ. Thủ lĩnh cái mông á. Bụng bự này ngoài đồ ăn ra thì ứ chào ai hết. Nhân danh thủ lĩnh địa cầu, mình khép bạn vào tội không tuân thủ. Bây giờ mà bạn không chào thủ lĩnh địa cầu thì mình sẽ thả bạn xuống đất, té dập mông luôn. Cứu mình với tay to. Đốm làm gì vậy Đốm? Để bụng bự xuống đi. Thôi nghỉ, đi về. Hết vui rồi. Bạn bay một mình đi Đốm. Ứ ai thèm chơi với bạn nữa. Vậy thôi.
mình mới một mình. À, kỳ á. Bây giờ con có ngồi xuống ăn cơm không? Ba cứu con đi ba. Giờ con không thể ngồi xuống được rồi, con đói lắm. Cho chừa cái tội dám lén lấy chìa khóa mở cửa phòng nghiên cứu của ba cho các bạn vào nghịch. Con có biết như vậy là nguy hiểm lắm hay không? Con biết lỗi rồi. Từ nay giờ sau con không dám nghịch phái đồ của ba nữa. Ba cho con xuống, rồi quýnh gì mong con cũng được. Anh, cây roi sẵn rồi nè. Anh cho đốm xuống đi anh. Thôi thôi, con đồ ý rồi. Con nhìn đó cũng được. Sẵn sàng đánh bại anh em nhà chuột chuỗi chứ bụng bự. Sẵn sàng. Anh em bên kia chuẩn bị xong chưa? Sẵn sàng. Để coi bên nào mạnh hơn bên nào. Hai đội sẵn sàng chưa? Khi cát trong đồng hồ cát này rơi xuống hết, đội nào kéo đối phương về sân của mình là đội đó thắng. Sẵn sàng. 2, 1, bắt đầu. Tính chơi bất ngờ hả? Đâu có dễ. 1, 2, 3. Cố lên, bụng bự. Sắp thắng rồi. Hết giờ, hai đội dừng lại. Mệt quá. Vì thời gian đã hết mà chưa phân thắng bại nên chúng ta sẽ đấu hiệp 2. Mấy bạn muốn bây giờ kéo luôn hay là để ngày mai? Ngày mai đi, bây giờ kéo sao nổi. Thôi để sáng mai đi. Ngay tại chỗ này luôn nha. Bây giờ tạm coi như là quà. Ngày mai chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Chính xác. Ngày mai nhớ đi đúng giờ nha. Khuya rồi, đi ngủ đi đốm. Con coi xíu nữa được không mẹ? Chết rồi, ngủ rồi. Ngủ trễ quá ta. Đồ ăn sáng trên bàn kìa đốm. Lẹ đi. Hôm nay con có hẹn kéo co rồi mẹ. Đồ ăn sáng ngon thiệt, nhưng chắc là phải cất lại đồ ăn sáng thôi. Chờ xíu nữa thôi. Chắc đốm sắp tới rồi đó. Mình tới rồi nè. Bắt đầu thôi. Bắt đầu. Ta không thua đâu. Cố lên đó. Thắng rồi, thắng rồi. Chiến thắng quá đơn giản. Sao vậy đốm? Sao hôm nay yếu xìu vậy? Chắc là hôm qua mình thức khuya, sáng nay là không ăn sáng nên không có sức làm gì hết. Bạn giỡn với mình á hả? Bữa ăn sáng là quan trọng nhất, vì nguyên một đêm không có cái gì bỏ vô bụng hết. Chưa kể thức khuya dậy sớm nữa, sức đâu mà kéo co. Thôi mà, mình biết lỗi rồi. Lần sau mình hứa sẽ mời bạn đi ăn sáng trước khi đi kéo co nha. Mời phần ăn sáng siêu bự cho bụng bự và tay to mới được đó nha đốm. Trời ơi, nóng quá. Thôi, mình nhớ rồi. Hôm qua mẹ mình có làm kem trong tủ lạnh. Hả? Đâu đâu? Nè, kem chuối nè. Kem này ngán quá à. Còn kem gì khác không? Bó tay rồi. Nhà mình chỉ có kem này thôi. À, mình biết có một chỗ tự làm kem á. Ê, đi liền đi đốm. Trời nóng mà được ăn kem là số 1 luôn á. Tên tên tên. Sữa tươi, sữa bột, sữa đặc có đường. Đường nữa nè, nguyên liệu đã đầy đủ. Bây giờ mình làm gì nữa đốm? Bỏ hết các nguyên liệu vào nồi, trộn đều. Xong. Bây giờ mình sẽ nấu sôi rồi giảm lửa cho tới khi chừng nào đặt lại. Tới lúc đó thì mình sẽ cho mùi vị của mình thích vào. Mình thích mùi xoài nên mình sẽ cho hương xoài vào. Bỏ mùi gì vô cũng được hả đốm? Chắc là mùi gì cũng được á. Yeah,
vậy là mình sẽ bỏ mấy cái mùi yêu thích của mình vô. Hay là tụi mình thi xem ai làm cà lem có mùi ngon hơn đi. Đồng ý, kem ai ngon nhất sẽ không phải rửa chén. Ý kiến hay đó Tato, hẹn nhau một tiếng nữa nha. Muốn được công nhận là cà lem ngon nhất thì ngoài ngon ra nó còn phải lạ nữa. Mà mùi xoài thì quá quen rồi, nên chắc mình phải làm mùi mới thôi. Bây giờ phải làm kem táo hay kem mít đây? Hay là làm cả hai luôn? Bây giờ hai bạn mới xong hả? Mình xong từ nãy tới giờ rồi. Tránh ra, nước sôi, nước sôi. Ý lộn, cà kem sôi đây. Một lát nữa thôi, các bạn sẽ được ăn cây kem ngon nhất thế giới luôn. Xong rồi. Xin giới thiệu với các bạn cà lem trộn ba mùi: xoài, táo và mít. Cũng thường thôi. Cà lem cà chua vừa ngon vừa đẹp da. Ai mà thèm ăn cà lem cà chua chứ. Xin giới thiệu với các bạn kem bảy màu: sầu riêng, hột é, nhãn nhục, sô-cô-la, sữa hột gà, thì là bánh đa. Wow, đúng là cây kem số 1. Ui da, đau bụng quá. Ủa, hai bạn cũng ở đây hả? Chắc tại ăn mấy cây kem hồi chiều á. Mấy đứa thấy chưa, thực phẩm ở ngoài rất đẹp, rất bắt mắt, nhưng không hợp vệ sinh, cho nên ăn vào mới rất dễ đau bụng đó. Chưa kể là mấy đứa còn trộn tùm lum vô nữa. Dạ, tụi con biết rồi, sau này không dám ăn bậy bạ nữa. Nhìn những ngôi sao kia, sao chúng lại lấp lánh, xinh đẹp như vậy chứ? Ước gì mình hái được nhiều ngôi sao như vậy về trang trí trong phòng mình. Căn phòng của mình sẽ thật là lung linh, rạng rỡ. Những ngôi sao xinh đẹp, cơ hội ngàn năm có một. Ta phải hái được nhiều ngôi sao đem về thôi. Không, bạn không được mang chúng tôi đây. Không được. Bạn thả chúng tôi ra đi. Chúng tôi không muốn ở trong căn phòng này đâu. Chỗ của chúng tôi là bầu trời kia mà. Các bạn cứ ở yên nó đi. Nhờ các bạn mà căn phòng của Đốm mới đẹp như vậy nè. Làm sao Đốm thả các bạn ra được? Chúng tôi phản đối. Bạn thả chúng tôi ra đi. Các bạn yên nào. Căn phòng của mình thật là đẹp. Mấy hôm nay mấy bạn có thấy gì lạ không? Mình không còn nhìn thấy ngôi sao nào vào buổi tối nữa. Tối nào cũng chỉ thấy mỗi mặt trăng thôi. Không hiểu sao các ngôi sao đi đâu hết rồi. Không có các ngôi sao, bầu trời thật là buồn và xấu. Hay là có cái xấu nào lấy hết ngôi sao rồi? Mình mà bắt được cái đó, mình sẽ cho hắn một trận luôn. Đốm, Đốm cũng không biết tại sao nữa. Sao dạo này mấy ngôi sao mất tích đâu hết rồi anh ha? Anh cũng thấy lạ ghê. Con chào cô chú, tụi con ghé chơi với Đốm một lát ạ. Dạ, Đốm có nhà không cô chú? Tụi con lên nhà đi, Đốm đang ở trên phòng đó con. Đốm ơi, Đốm, bạn có thả chúng tôi ra không? Nếu không chúng tôi sẽ trừng phạt bạn đấy. Đốm không thả, nhất định không thả đâu. Quá ra là cũng giấu các ngôi sao trong phòng của mình. Sao Đốm lại làm như vậy chứ? Đốm thật là quá đáng. Cứu con đi mà. Ui, đau quá. Con biết lỗi mà, tha cho con đi. Đốm, Đốm ơi, Đốm ơi, con làm sao vậy? Thiệt là kinh khủng mà. Con mơ thấy con hái các ngôi sao trên trời và cất trong phòng mình. Con làm cho các ngôi sao nổi giận và các ngôi sao phạt con. Chỉ là một giấc mơ thôi con. Không ai hái được sao trên trời đâu. Các vì sao là của chung mọi người. Và các vì sao phải ở trên trời mới tỏa sáng được. Dạ, con biết rồi mẹ.
không được tham lam lấy của chung để làm của riêng cho mình hả mẹ? Sao tự nhiên ghê quá vậy ta? Nổi hết gà rồi. Làm như có ai đang nhìn mình thì phải. Hả? Ai trên nóc tủ đó vậy? Ba mẹ ơi, có con ma. Cái gì vậy hả Đốm? Có con ma mắt đỏ trong phòng của con. Nó ghê lắm. Hôm nay nó xài xuống chỗ con nữa. Buổi sáng coi phim kinh dị cho dữ vô, rồi buổi tối tưởng tượng tùm lum hả Đốm? Thôi lo ngủ đi. Vậy thì mình sẽ tự xử lý con ma đó luôn. Con ma mắt đỏ kìa, tao không có sợ ngươi đâu. Nói vậy thôi chứ đừng có cắn nha. Tôi là dơi, không phải là ma. Con dơi hút máu. Có chuyện gì vậy hả Đốm? Cho mày chết. Đợi nước máu ta hả? Trời ơi, sao con đè bạn dơi vậy? Con dơi này đánh hút máu con hả ba? Hơi là con chụp kịp cái chổi. Đốm hiểu lầm rồi. Trên thế giới có tới 1.300 loài dơi khác nhau, nhưng chỉ có khoảng 3 loài là loài dơi hút máu, mà 3 loài đó chỉ sống ở Nam Mỹ và Trung Mỹ, chứ làm gì có ở nước mình. Hình dạng dơi tuy đáng sợ nhưng rất cần thiết cho hệ sinh thái, vì chúng giúp thụ phấn cho hoa. Nhiều loài cây còn phụ thuộc vào sự phân tán.